Chào bạn, hôm nay là lễ 30 tháng 4, bà con ùn ùn kéo nhau về quê cũng như ao ao kéo nhau đi chơi lễ, dẫn đến tình trạng kẹt xe ùn ứ. Nhân dịp này, mình xin giới thiệu đến các bạn bán đấu giữa danh thủ Triệu Quốc Vinh đại chiến danh thủ Thái Hữu Quảng. Và trong bán đấu này thì cả hai danh thủ đã liên tục phế quân ở những nước khai chiến ban đầu, dẫn đến tình trạng kẹt xe kéo dài. Bốn xe chặn đầu lẫn nhau tại giao lộ ngã năm Chuồng Chó. Và danh thủ Thái Hữu Quảng đã không chịu nổi tình trạng kẹt xe ùn ứ, chạy nước nên đã xin thua. Bán đấu diễn ra tại vòng 32 chọn 16 trong giải tại Thần Bối năm 2019. Diễn biến của ván đấu diễn ra sau mà các bạn theo dõi. Đến đây, Thái Hữu Quảng đành buông xe đầu hàng vì không còn đường để đi nữa. Bên đội của Triệu đã dùng pháo phong tỏa lộ 5, hai xe ghim chặt lộ 4, kết hợp mặt tướng sẵn sàng lăn bánh cắn chết tướng đen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến. Và đừng quên để lại bình luận góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.